Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby, trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Thì đợt này với giá trị đơn hàng 300k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 21 tháng 6 2024 đến ngày 25 tháng 6 2024 anh chị em. Thì dòng đầu tiên bên Nguyễn Quy Ruby muốn cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Beat Air Latium tiện giống. Thì Dumbo Beat Air Latium tiện giống bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi. Tính ra nếu chị em bắt combo 5 cặp chỉ có 50k một cặp thôi. Thì anh chị em thấy lưng full Latium không? Đây là con cá mái của con Dumbo Beat Air Latium tiện giống anh chị em. Cực kỳ đẹp, cực kỳ mềm luôn. Siêu mềm, siêu rẻ luôn. Thì tiếp theo em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp được mang tên là gồng xanh Latium. Thì gồng xanh Latium chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Lưng full Latium, tay bơi xanh đậm, bản đuôi là bản đuôi BDS Hormone luôn anh chị em, cực kỳ đẹp luôn. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Nếu anh chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Gồng xanh Latium chỉ có 60k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn anh chị em. Tiếp theo thêm cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Blue Tarzan. Thì Blue Tarzan lẻ, Blue Tarzan combo 5 cặp chỉ có 150k thôi. Thì dòng này phù hợp cho anh chị em thả thị sinh, thùng xốp, hồ kính, non bộ. Đặc biệt là đầu của nó màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó luôn anh chị em. Cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì đợt này bên em có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Nếu anh chị em có nhu cầu mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Quy Ruby cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby luôn. Cũng như một số chương trình siêu khuyến mại, siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ Latium. Thì rồng đỏ Latium lẻ chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, số này cũng đang sử dụng anh chị em. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby. Biết cách thức mua hàng là chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá chị em yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo đừng cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Amino Sivalo. Thì Amino Sivalo chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Thì thân mình của Amino Sivalo anh chị em là màu trắng hồng Latium ở trước, bản đuôi là bản đuôi đỏ luôn, xây là xây sình sản luôn anh chị em. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi, và không tính tiền thùng shop. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng mà có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi Get Air. Thì coi Get Air chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Thì chống máy điều lên tay bơi cực kỳ đẹp luôn, xay là xay cực chuẩn luôn anh chị em. Chống máy điều lên tay bơi hết. Thì đặc thù của dòng coi Get Air anh chị em là lúc nào con cá máy nó cũng lớn hơn cá trống thì nhỏ hơn cá máy. Đặc thù coi Get Air là gì? Thì coi Get Air chỉ có 60k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp được mang tên là Full Red Blue Air. Thì Full Red Blue Air combo 5 cặp cũng chỉ có 150k thôi. Thì dòng này nó được lai tạo từ con Full Red BDS và con Dumbo Red Tail anh chị em, nên mang tên là Full Red Blue Air. Thì nó mang thân mình màu đỏ của con Full Red BDS, tai bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail, xây là cũng là xây sinh sản luôn, số lượng cực kỳ mềm luôn, 5 cặp chỉ có 150k thôi. Thì anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng cá lóc vây xanh.
thì lốc vây xanh bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 100k một con. Thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh không, tay bơi là dạng tay bơi bướm luôn anh chị em. Xây con cá lóc vây xanh này từ 12 đến 14 cm, cực kỳ đẹp luôn, giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì đợt này bên em có khuyến mãi siêu ưu đãi dành tặng cho anh chị em, thì với giá trị đơn hàng 300k, giá trị đơn hàng 300k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 21 tháng 6 2024 đến ngày 25 tháng 6 2024 anh chị em. Thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã để lại cho Nguyễn Quy Ruby một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.